Những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh ngày mới ngày 13 tháng 9 năm 2021 sẽ dùng chung mã QR cá nhân thống nhất toàn quốc. Tây Ninh lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Cẩn trọng việc lựa chọn bánh trung thu. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 9 năm 2021, các trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ khai giảng và bắt đầu từng học đầu tiên của năm học mới, năm học 2021-2022. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc tổ chức học tại nhiều địa phương được tổ chức online. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng, chung sức vượt qua những trở ngại tạm thời, các thầy cô giáo và học sinh sẽ có một năm học mới thành công. Và như thường lệ, mở đầu chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay, mời quý vị khán giả cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý ngày qua. Năm học mới 2021-2022, toàn tỉnh Tây Ninh có tổng số hơn 100.000 học sinh ở bậc tiểu học. Đầu năm học mới này, Tây Ninh sẽ thực hiện dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới của ngành giáo dục. Qua khảo sát chuẩn bị cho dạy học trực tuyến ở 9 huyện thị xã thành phố Tây Ninh, có 48.500 học sinh bậc tiểu học không có điều kiện học trực tuyến. Trong đó, thị xã Trảng Bàng có số lượng học sinh cao nhất không có điều kiện học trực tuyến, gần 9.500 học sinh, chiếm tỷ lệ 63%. Thấp nhất là thị xã Hòa Thành, số lượng không có điều kiện học trực tuyến là hơn 2.500 học sinh, chiếm tỷ lệ 25%. Các huyện còn lại và thành phố Tây Ninh, số lượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến có tỷ lệ từ 40% đến 60%. Trong năm học vừa qua, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, thế nhưng các cấp bộ đoàn, đội trong toàn tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác đoàn trường học, 10 trên 10 các chỉ tiêu trong năm học đã được các cấp bộ đoàn, các đoàn trường triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Công tác đội và phong trào thiếu nhi trong toàn tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu chương trình của năm học, Hội đồng đội toàn tỉnh đã xây dựng được 43 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Kính thưa quý vị khán giả, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, Tây Ninh ghi nhận 143 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 59 ca so với ngày 11 tháng 9. Trong đó, test dương sàng lọc 75 ca, F1 truy vết 0 ca, cách ly tập trung và nhập cảnh 53 ca, trong khu phong tỏa 15 ca, không có ca ngoài tỉnh. Huyện Tân Châu 43 ca, tăng 29 ca, trong đó Suối Dây 8 ca, Tân Đông 1 ca, Tân Hòa 3 ca, Tân Hội 19 ca, Tân Hưng 2 ca, Tân Phú 1 ca, Tân Thành 9 ca. Thị xã Trảng Bàng 40 ca, giảm 1 ca, trong đó An Hòa 1 ca, An Tịnh 27 ca, Gia Lộc 1 ca, Phường Trảng Bàng 2 ca, Phước Bình 4 ca, Phước Chỉ 5 ca. Huyện Châu Thành 29 ca, tăng 18 ca, trong đó thị trấn Châu Thành 16 ca, Thanh Điền 12 ca, Thành Long 1 ca. Huyện Dương Minh Châu 20 ca, tăng 9 ca, trong đó Chà Là 19 ca, xã Phan 1 ca. Thành phố Tây Ninh 6 ca, tăng 4 ca, trong đó Ninh Sơn 1 ca, Ninh Thạnh 1 ca, phường 1 1 ca, phường 4 2 ca, Tân Bình 1 ca. Huyện Gò Dầu 3 ca, không tăng giảm, trong đó Phước Đông 2 ca, thị trấn Gò Dầu 1 ca. Thị xã Hòa Thành 2 ca, tăng 1 ca, trong đó Trường Tây 1 ca, phường Long Hoa 1 ca. Huyện Bến Cầu 0 ca, huyện Tân Biên 0 ca. Tình hình cách ly y tế: cách ly tập trung 1.747 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 3.945 người. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 672 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 217 vùng, 455 vùng đã giải tỏa. Tình hình tiêm vaccine, tổng số vaccine tỉnh được Bộ Y tế phân bổ đến nay là 419.060 liều. Tỉnh đã phân bổ cho các địa phương đơn vị 319.060 liều. Tính đến ngày 12 tháng 9, tỉnh đã tiêm được 313.330 liều, trên 319.060 liều. Trong đó, mũi 1 là 273.868 liều, mũi 2 là 39.462 liều, đạt tỷ lệ 98,2%. Công suất tiêm bình quân từ 24.340 liều một ngày, với 106 điểm tiêm. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 là 7.677 bệnh nhân, đang điều trị 2.068 bệnh nhân, điều trị khỏi 5.503 bệnh nhân, trong đó ngày 12 tháng 9 là 66 bệnh nhân. Số ca tử vong trong ngày 12 tháng 9 là 3 ca. Tình hình truy vết các ca F0 146 ca, CDC 145 ca, Bệnh viện Xuyên Á Củ Chi 1 ca,
Cụ thể, Tân Châu 43 ca, Trảng Bàng 40 ca, Châu Thành 29 ca, huyện Dương Minh Châu 20 ca, thành phố Tây Ninh 6 ca, Gò Dầu 4 ca, Hòa Thành 2 ca, Bến Cầu 2 ca, 13 ca F1 trong khu cách ly tập trung ngày thứ 14 đến ngày thứ 19, 1 ca cách ly từ khi nhập cảnh đang trong các khu cách ly. Các trường hợp nghi nhiễm 43 trường hợp, truy vết 129 F1, 61 F2. Cụ thể, Tân Châu 4 trường hợp, Tân Biên 22 trường hợp, Châu Thành 5 trường hợp, thành phố Tây Ninh 6 trường hợp, Trảng Bàng 6 trường hợp. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ngày, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, lập biên bản vi phạm 35 trường hợp. Tính từ khi thực hiện chỉ thị 16 đến nay, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9.405 trường hợp. Tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, trong ngày không phát sinh hồ sơ phê duyệt. Các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 48 người với số tiền 72 triệu đồng. Tổng cộng đã chi hỗ trợ đến ngày 12 tháng 9 là 26.465 người với tổng số tiền hơn 39 tỷ 980 triệu đồng. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Với quy định này, người dân dùng ứng dụng của Bộ Công an hay Bluezone, nCoV khi thực hiện quét mã QR khai báo y tế đều ra một mã QR duy nhất. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra các quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân, hướng dẫn về việc cấp và sử dụng mã QR cá nhân trong các nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 được cấp một mã QR cá nhân. Việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng ứng dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và các cơ quan tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, việc triển khai áp dụng biện pháp công nghệ như quét mã QR sẽ mang tính cốt lõi. Khi đó, người dân khi ra đường, đến các điểm công cộng, nơi tập trung đông người cũng cần quét mã QR. Khu vực công sở, doanh nghiệp, cửa hàng, các nơi cung cấp dịch vụ nhân dân khi mở cửa phải đảm bảo việc giám sát ra vào bằng mã QR. Sáng nay ngày 13 tháng 9, các đơn vị trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ tổ chức khai giảng và bắt đầu tuần học đầu tiên của năm học mới, năm học 2021-2022. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị trường học sẽ không tổ chức khai giảng trực tiếp mà chuyển sang khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao thực hiện lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 cho các phòng giáo dục và đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh và các đơn vị trường tổ chức. Lễ khai giảng năm học 2021-2022 được thực hiện vào tiết sinh hoạt đầu tuần bằng hình thức trực tuyến với nội dung ngắn gọn, phù hợp. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, các đơn vị trường sẽ chính thức dạy học trực tuyến từ tiết 2. Riêng đối với giáo dục mầm non chỉ thực hiện khai giảng trực tuyến đối với giáo viên, nhân viên. Năm học mới 2021-2022, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà sẽ thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, vừa hoàn thành chương trình giáo dục để hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra. Thưa quý vị, bánh trung thu chính là mặt hàng, thực phẩm thu hút nhiều đối tượng khách hàng vào dịp Tết Trung thu hàng năm. Thế nhưng làm sao để món quà này trọn đầy ý nghĩa khi mà trao tặng đến người thân, gia đình, bạn bè thì có lẽ việc vệ sinh an toàn thực phẩm chính là mối quan tâm hàng đầu của người dân hiện nay. Và để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo mọi người không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc kém chất lượng. Nếu phát hiện những hành vi vi phạm sau đây: 1. Nhập khẩu trái phép các nguyên liệu nhân bánh trung thu sản phẩm thực phẩm. 2. Tẩy xóa, thay đổi hạn sử dụng quy định, không có nhãn mác hàng hóa theo quy định. 3. Sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng quá hạn sử dụng. 4. Không công bố hợp quy, không công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm hoặc không thực hiện đúng nội dung đã công bố. 5. Sử dụng hóa chất phụ gia ngoài danh mục hoặc vượt quá giới hạn cho phép. 6. Sử dụng các loại nguyên liệu, dụng cụ bao gói không đảm bảo an toàn. 7. Sử dụng các loại bánh trung thu đã hết hạn sử dụng để tái chế lại thành các loại bánh kẹo khác. 8. Các cơ sở sản xuất không đảm bảo các điều kiện về môi trường ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Khi phát hiện các hành vi trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh theo số điện thoại 02763 622 005 để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng với Lê Nguyên cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết tại khu vực miền Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Thưa quý vị khán giả, tủ lạnh ở mỗi gia đình là nơi cất giữ và bảo quản thực phẩm, do đó tủ lạnh cần được vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta cần chủ động lau dọn vệ sinh tủ lạnh thường xuyên bằng nước ấm pha cùng một ít xà phòng, sau đó thì rửa sạch lại với nước. Cần tránh sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc là có mùi. Và quý vị cũng có thể sử dụng giấm để vệ sinh tủ lạnh. Giấm chúng ta pha loãng với nước tỷ lệ 1:1 để làm sạch bên trong của tủ lạnh. Thưa quý vị, cần loại bỏ những thực phẩm không còn sử dụng. Đối với những thức ăn đã nấu chín thì chúng ta nên lưu ý là lưu trữ tối đa trong tủ lạnh 4 ngày. Và không phải lúc nào tủ lạnh cũng hoạt động tốt. Có một vài trường hợp có thể ảnh hưởng đến tủ lạnh như là sự cố mất điện hoặc một vài yếu tố khác khiến cho tủ lạnh không hoạt động. Và những lúc như thế thì chúng ta nên chuyển nhanh một số thực phẩm vào trong ngăn đá để kéo dài thời gian làm lạnh. Hy vọng những thông tin mà Lê Nguyên vừa chia sẻ sẽ hữu ích đến cho tất cả quý vị. Trong ngày hôm nay 13 tháng 9 trên kênh TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành đến cho quý vị, trong đó có những chuyên mục như Tây Ninh xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự. Trong tiến trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Khi đã đạt xã nông thôn mới, việc duy trì giữ vững các tiêu chí đặt ra nhiều thách thức trên lộ trình tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trường hợp như tại xã nông thôn mới Hòa Hội, huyện Châu Thành, vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh rõ hơn trong chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới, phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút thứ Hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 trên kênh truyền hình TTV11. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dịp lễ Quốc khánh năm nay nhiều hoạt động kỷ niệm không thể diễn ra. Nhiều người cũng không thể quây quần bên gia đình mà lo công tác chống dịch COVID-19 hay thực hiện khuyến cáo ai ở đâu ở đó. Nhưng trong trái tim của mỗi người dân vẫn dạt dào những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc trong ngày Quốc khánh. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm khống chế được dịch bệnh, tin rằng chúng ta lại một lần nữa chiến thắng kẻ thù, và lần này là kẻ thù vô hình COVID-19. Nội dung sẽ được phản ánh rõ nét trong chuyên mục An ninh Tây Ninh phát sóng lúc 21 giờ 45 phút ngày 13 tháng 9 năm 2021 trên kênh TTV11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên kênh TTV11 và trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz trong ngày hôm nay. Cậu là một bác sĩ giỏi, cậu không có vết dơ trong lý lịch, thì cậu bây giờ có thể đã là một trưởng khoa, hay là có một chức vụ nào đó tương đương rồi. Một mình dưới hai thân phận, điều cần nhất lúc này của hai hổ là gì? Mời quý khán giả đón xem tiếp diễn biến ở tập 10 của bộ phim Lớp học 102 sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ. Trung đoàn bộ binh 692, tiền thân là tiểu đoàn 12 thuộc trung đoàn 600. Trong chương trình Giai điệu thao trường phát sóng trên kênh TTV11, vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử hào hùng của trung đoàn 692, sư đoàn bộ binh 30, bộ tư lệnh thủ đô và màn thể hiện tài năng âm nhạc của cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Ngươi chỉ người nữ nhân người yêu, từ bỏ giang sơn và cả tính mạng của bản thân cũng đem giao vào tay của kẻ. Ngươi không hối hận chứ? Trong cuộc chiến báo thù của Phó Trù, người nào mới là người phải gánh chịu tất cả những đau khổ và dằn vặt? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 36 của bộ phim Bạch Phát Vương Phi phát sóng vào lúc 17 giờ. Ta không muốn oán hận nữa. Ta mệt mỏi lắm rồi. Diễm Nhan đâu? Mau nói ta biết Diễm Nhan đâu? Lựa chọn cái chết để kết thúc tất cả, nhưng cho đến cuối cùng, Ân Miểu Miểu cũng không nói ra tung tích của Diễm Nhan. Tính mạng của nàng sẽ ra sao? Mời quý vị cùng đón xem diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 13 của bộ phim Nữ Pháp Y Phá Án. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình, đồng hành cùng phim dài dàng trên fanpage https://.
www.facebook.com/tayninhtv.vn để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Cùng phòng chống COVID, người người chung tay, đất nước hôm nay một lòng cộng sức. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, chúng ta phải luôn lạc quan, không lơ là, không chủ quan, tự tin và kiên cường, quyết chiến đấu và đẩy lùi nhanh dịch bệnh. Mỗi lúc mệt mỏi, hãy dành cho bản thân cũng như cho những người xung quanh một nụ cười. Chắc hẳn quý vị sẽ thấy thoải mái hơn và yêu đời hơn quý vị nhé. Trong chương trình ca nhạc trên sóng FM tần số 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe chương trình với chủ đề Nụ cười đẩy lùi COVID, phát sóng vào lúc 7 giờ, phát lại vào lúc 20 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn thân mến, US Open 2021 đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử ở nội dung đơn nữ khi lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết là hai tay vợt tuổi teen. Và với chiến thắng trong trận đấu cuối cùng để đăng quang, tay vợt người Anh Emma Raducanu đã tạo nên hàng loạt kỷ lục mới của quần vợt thế giới. Với chiến thắng 6-4 và 6-3 trước Leila Fernandez ở chung kết US Open, Emma Raducanu trở thành tay vợt nữ người Anh đầu tiên kể từ năm 1977 vô địch một giải Grand Slam. Emma Raducanu cũng trở thành tay vợt đầu tiên phải đánh vòng loại giành được một chức vô địch Grand Slam. Ở tuổi 18, Emma Raducanu trở thành người trẻ nhất từng giành Grand Slam trong vòng 17 năm, kể từ sau khi Maria Sharapova tạo nên kỳ tích Wimbledon năm 2004. Tổng cộng, Raducanu phải thi đấu 9 trận ở US Open 2021 mà không thua một set đấu nào. Đó là thành tích không tưởng của cô gái 18 tuổi. Chức vô địch cũng là tiền đề để Raducanu lọt top 30 WTA và trở thành tay vợt số 1 nước Anh, thay thế cho Jonathan Konta. Đây là thành quả trong mơ với vận động viên trẻ tuổi khởi đầu năm 2021 với vị trí 345 thế giới. Còn tại giải ngoại hạng Anh, tâm điểm của vòng 4 đó là màn trở lại của Cristiano Ronaldo trong màn áo Manchester United và ngay trong màn ra mắt gặp Newcastle, Ronaldo cũng nhanh chóng tạo nên hàng loạt cột mốc mới. Không làm người hâm mộ thất vọng, CR7 được xếp đá chính và tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng. Với hai pha lập công trong trận đấu này, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Quỷ Đỏ kể từ tháng 2 năm 2013 khi đã 36 tuổi 218 ngày. Không chỉ vậy, Ronaldo cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất lập cú đúp ở ngoại hạng Anh kể từ tháng 4 năm 2010. Sau 12 năm 124 ngày kể từ khi giành chiến thắng cuối cùng tại ngoại hạng Anh, Ronaldo mới tiếp tục nổ súng. Với việc ra sân ở trận đấu này, Ronaldo còn lập kỷ lục về quãng thời gian dài nhất xuất hiện giữa hai trận đấu trong khuôn khổ ngoại hạng Anh của một cầu thủ là 12 năm 118 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13 giờ 30 phút trên kênh TTV11 trên sóng phát thanh FM 103.1MHz vào lúc 11 giờ 50 phút. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem lại chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.